Bệnh nhân là bé PTH 7 tuổi, xuất hiện đốm trắng đầu tiên ở mép, tưởng con bị bệnh lang ben, bố mẹ hát mua thuốc bôi, thuốc uống cho con dùng nhưng không thấy hiệu quả. Theo thời gian, từ đốm trắng nhanh chóng lan dần thành mảng trắng kéo dài một phần má, được đưa tới bệnh viện khám. Hát được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch biến. Căn bệnh không khiến hát đau đớn nhưng mang lại nhiều phiền toái ở tuổi dậy thì. Những lời trêu chọc át ý về diện mạo khiến hát luôn mặc cảm, cuộc sống ngày càng khép kín, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Cách đây 2 năm, hát tìm đến bệnh viện gia liễu trung ương để thăm khám. Tại đây, bác sĩ xác định hát mắc bạch biến thể đoạn đủ điều kiện áp dụng phác đồ ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy kết hợp điều trị bằng ánh sáng trị liệu sau cuộc phẫu thuật thành công hát được kết hợp cùng chiếu tia cực tím để tăng hiệu quả theo thời gian sắc tố da phục hồi kỳ diệu thay thế toàn bộ phần da bạch biến thông tin từ bệnh viện gia liễu trung ương cho biết nước ta có khoảng một triệu người mắc bệnh bạch biến đây là một bệnh lành tính không lây nhiễm nhưng do ảnh hưởng đến thẩm mỹ khiến cuộc sống của các bệnh nhân bạch biến gặp nhiều khó khăn em DKT 20 tuổi ở Hà Nội cũng có 5 năm sống trong mặc cảm khi trên khuôn mặt có những mảng bạch biến kéo dài từ môi xuống cằm và cổ. Năm 2022, T được chỉ định thực hiện ghép tế bào thượng bì tự thân. Sau 18 tháng thực hiện ghép, không còn ai nhận ra dấu tích của bệnh bạch biến trên khuôn mặt. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Hiền, trưởng nhóm bạch biến Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết, bạch biến là bệnh rối loạn sắc tố ở da và niêm mạc với đặc trưng là những đốm trắng giảm hoặc mất sắc tố. Các đốm trắng này có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào của cơ thể, thường gặp ở mu bàn tay, mặt, cẳng chân, vùng sinh dục. Bạch biến không phải là bệnh truyền nhiễm hay bệnh nguy hiểm, nhưng lại gây cảm giác mất tự tin cho người bệnh. Trên thế giới và tại Việt Nam, người mắc bệnh bạch biến chiếm khoảng 0,5 đến 2% dân số. Bác sĩ Hiền cho biết, bệnh bạch biến là bệnh mãn tính và là bệnh tự miễn, cho nên bệnh nhân bạch biến không dễ để điều trị, nhưng tỷ lệ đáp ứng với điều trị khá cao. Các phương pháp điều trị bệnh bạch biến có rất nhiều, tiêu biểu là thuốc bôi và ánh sáng trị liệu. Về ánh sáng trị liệu. Ngoài phương pháp chiếu đèn UVB tại chỗ, toàn thân, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương còn chiếu examiner dạng đèn, examiner dạng laser. Đối với những bệnh nhân bạch biến ở thể tiến triển, sẽ có những phương pháp điều trị toàn thân dựa theo cơ chế của bệnh bạch biến là bệnh tự miễn, dùng thuốc ức chế miễn dịch. Còn đối với những bệnh nhân bạch biến ở thể ổn định, bệnh viện đã phẫu thuật kép da và phẫu thuật thượng bì. Đáng chú ý phương pháp phẫu thuật ghép tế bào thượng Bì mang lại hiệu quả rất cao chia sẻ thêm về phương pháp ghép tế bào tự thân bác sĩ Hoàng Văn Tâm phó trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày bệnh viện gia Liễu Trung ương cho biết đây là phương pháp dùng tế bào thượng bì gồm tế bào hắc tố tế bào gai một số tế bào gốc của chính cơ thể mình ghép vào tổn thương bạch biến các bác sĩ lấy ra ở vùng hông hoặc mặt trước đùi theo tỷ lệ 1 năm thí dụ vùng bạch biến cần được ghép có diện tích là 10 cm vuông thì cần lấy 2 cm phương vuông ở vùng trước đùi. Nếu tổn thương rộng, tỷ lệ này có thể là 1 trên 10. Mình da này sẽ được đưa vào trong dung dịch qua các công đoạn sẽ tách lấy tế bào thượng bì, nuôi dưỡng, đếm tế bào, sau đó sẽ ghép vào vùng da bị bạch biến. Tế bào ghép vào sẽ được dùng gạc cố định và tháo ra trong vòng một tuần. Phương pháp trên được chỉ định thực hiện với các trường hợp bệnh nhân mắc bạch biến ổn định ít nhất một năm. Trong vòng một năm không có tổn thương mới nào hoặc tổn thương cũ không lan rộng không có hiện tượng cốc nơ, không xuất hiện tổn thương bạch biến ở vùng chấn thương và không có tiền sử sẹo lồi do chấn thương. Phương pháp có hiệu quả cao nhất với người bị bạch biến đoạn và thềm ổn định. Sau ghét, kết hợp với điều trị bằng ánh sáng trị liệu, hiệu quả có thể lên đến 70-90%. Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hiền khuyến cáo, nhiều bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu Trung ương trong tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng, viêm da tiếp xúc kích ứng do các bệnh nhân trước khi đến bệnh viện đã tìm hiểu những phương pháp dân gian như thuốc bôi các loại để đắp không rõ thành phần hoặc bệnh nhân có thể uống các loại thuốc nam không an toàn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gây ra dị ứng toàn thân hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận